Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Linh Nga. Hôm nay bên shop tiếp tục lên giới thiệu cho các bác một số cái mẫu bơm tay hàng cao cấp. Nói về cái mẫu bơm tay thì bây giờ là giá quá là rẻ rồi các bác, giá rẻ nhất các bác mua bây giờ thì cực kỳ là hợp lý các bác đấy. Đặc biệt là hôm nay 100% các bác mua bơm sẽ được khuyến mại tặng theo một cái laser các bác đấy. Các bác không nghe nhầm đâu nhé. Bác nào mua bơm cũng sẽ được tặng một laser, mà giá thì là không có đổi các bác đấy. Giá thì vẫn giá giữ nguyên như mọi khi, không tăng giá các bạn đấy. Được tặng theo một cái laser như này. Đây, trên tay em đang cầm như này một con laser đầu đạn các bác nhé. Đấy, một con laser đầu đạn tia đỏ. Đây, em đã lắp sẵn một con để cho các bác xem nhé. Laser đầu đạn, đây con này tia xanh, em nhầm xin lỗi các bác nhé. Đấy. Khi các bác mua sẽ được tặng theo miễn phí một con laser đầu đạn tia đỏ, giá không đổi các bác. Đây các bác quan sát này. Tia nhỏ, cực com, cực đẹp, cực chuẩn nhá. Đấy, dọn, cực nét rồi. Con laser này giá thị trường đang bán 260.000. Hôm nay các bác cứ mua mỗi cây bơm tặng một cái laser, các bác thấy sướng không? Nghe lại thấy sướng phê đúng không? Đấy, bác nào muốn là những cái vị khách đầu tiên được tặng quà hoặc vị khách tiếp theo thì vui lòng gọi điện trực tiếp về hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Các bác gọi điện thì gọi hai số, số nào được, có các bác liên hệ Zalo thì có liên hệ cái số ở dưới cho em nhé. Còn cái số Zalo ở trên thì tạm thời bị khóa. Đấy, các bác liên hệ Zalo số ở dưới nhé. Còn gọi điện thì gọi hai số, Zalo ở số trên thì hiện tại đang bị khóa rồi. Một thời gian nữa mới được mở các bạn. Đấy. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về ba cái dòng bơm cao cấp bên em đang bán ra các bác nhé. Đấy. Đầu tiên thì em giới thiệu cho bác con bơm rẻ nhất trước nhé. Đấy, con bơm rẻ nhất thì em lên cho bác con bơm này. Đây, con bơm rẻ nhất thì lên cho bác con bơm FB con báo, đồng hồ to, lọc ẩm to, chân cảnh én không gấp các bác nhé. Đấy. Van xả áp ở đây. Đấy. Con này thì đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu 50 MPa, tay cầm là chống trơn chống trượt, thân bơm sẽ là inox 3 lớp các bác nhé. Đấy, cái con bơm này bao cho anh em bơm khoảng 300 cân trên một nốt nhạc, bao cho bác bơm nhanh, bơm nhẹ, bơm khỏe nhé. Đấy, giá con này thì cam kết các bác mức giá báo giá rẻ nhất toàn thị trường, con bơm đồng hồ to, lọc ẩm to hiệu FB con báo 700.000, bao ship tận nhà cho các bác nhé. Chỉ có 700.000 thôi, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đấy là quyền lợi của anh em nhé. Bên em sẽ ship cút COD đồng kiểm đến nơi các bác kiểm tra hàng nhé. Đấy là quyền lợi của anh em luôn luôn gánh liền với lợi ích của các bác rồi. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác con bơm cao cấp nhất bên em đang bán nhé. Đấy, hai con bơm này tặng quà cực kỳ là khủng khiếp. Đây, mỗi con bơm tặng một cái laser các bác nhé. Đấy, các bác thấy sướng không? Còn con bơm này thì là em bán giảm giá rồi thì sẽ không được tặng quà các bác nhé. Đấy, đối với hai dòng bơm này các bác mua con nào cũng được tặng một cái laser nhé. Đây. Đây, bây giờ thì lên cho bác cái con bơm đầu tiên. Con này thì cực kỳ là xịn sò các bác nhé. Đấy. Con này thì chất như nước cất nhé. Đấy. Con này các bác nhìn này, logo sẽ là logo con rồng nhé. Đấy, con bơm này là bơm Dragon phiên bản con rồng. Đây, các bác nhìn này, có chữ Zaiban này. Đấy, đồng hồ con bơm này là bơm của Nhật nhé. Đấy, Zaiban, đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu. Ban đêm cái đồng hồ này sẽ có dạng quang các bác nhé. Đấy, chân gấp. Đó, các bác nhìn chân gấp xịn sò chưa? Con này thì lọc ẩm sẽ là lọc ẩm to, đồng hồ to các bác nhé. Đấy, cái mẫu này thì có gì ở đắt thì em cũng sẽ phanh phui cho bác một số cái ưu điểm của bơm này luôn. Con bơm này thứ nhất là thân bơm này sẽ là inox 304 các bác nhé. Đấy, ở trong này có sẵn nước làm mát trong bơm. Đấy, cái mẫu này thì là xuất xứ của Nhật Bản rồi, các bác cứ yên tâm về chất lượng nhé. Đấy, hàng của Nhật thì đã được thời gian và năm tháng chứng minh. Thời gian bảo hành cho con bơm này lên đến 12 tháng các bác nhé. Đây, các bác quan sát này. Nhìn con này đầm, chắc, đẹp. Giá thì là 1 triệu 300 nghìn các bác nhé. 1 triệu 300 nghìn. Bao cho bác bơm con này 350 đến 400 cân trên một nốt nhạc nhé. Con bơm này thì bao cho anh em bơm cực kỳ là nhanh và nhẹ nhé. Bền bỉ theo thời gian và năm tháng. Đấy. Cái mẫu này thì các bác bơm một cái thì các bác bằng vài tinh những cái mẫu này bơm khoảng cái rưỡi đến hai cái các bác. Đấy. Nên cái mẫu này các bác bơm khoảng độ tầm 300 cân thì dễ như ăn cơm các bác. Đấy, không có gì là khó khăn mà nó nhàn. Đấy, nó không vất vả. Nói chung là tiền nào thì của đấy các bác, giá cả luôn luôn đi đôi chất lượng rồi. Con bơm Dragon phiên bản rồng này giá là 1 triệu 300 nghìn. Bao ship để tận nhà cho anh em. Khuyến mại tặng cho anh em thêm một cái laser đầu đạn như này, tia đỏ nhá. Đấy là quyền lợi của các bác đây. Đến nơi các bác nhận hàng thì sẽ có kèm theo một cái laser như thế này, có kèm dây, có kèm nọc. Đấy. Thì bên em thi thoảng lại có một cái chương trình khuyến mại cực kỳ là hot để tri ân khách hàng.
luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng shop đấy. Bác nào mà chưa đăng ký kênh, cố gắng ấn đăng ký kênh giúp em nhé, để có những cái chương trình khuyến mại hoặc là giảm giá hay ABCBG thì các bác đều cập nhật được đấy. Còn nào bây giờ em lên cho bác con bơm tiếp theo. Con này thì cũng khá là chất các bạn đấy. Mẫu này suốt một thời gian dài lụt vừa qua rất chi là ổn này. Đây lên cho bác con bơm hiệu VIP, bơm VIP hiệu sư tử các bác, bơm VIP hiệu sư tử chân gấp đấy các bác. Thấy con này chân gấp cánh bướm nha. Nói chung là chân gấp hình chữ V kia và chân gấp cánh bướm này thì nó cũng tác dụng thì nó cũng như nhau, chẳng qua tùy từng mắt, mỗi người thích một mắt, mỗi người thấy một kiểu đẹp đúng không? Con này thì sẽ là đồng hồ, cũng là đồng hồ dầu, lọc ẩm to, chân gấp. Con này có lọc ẩm than hoạt tính này, thân bơm thì là bằng carbon các bác nhé. Đấy, mẫu này thì giá 1.200.000 các bác nhé, 1.200.000. Cũng khuyến mại cho anh em tặng theo một cái laser đầu đạn. Đấy, các bác thấy sướng không? Hôm nay các bác mua hàng bên em chỉ có sướng, em cam kết các bác không sướng không lấy tiền nhé. Đối với những cái mẫu bơm này thì thi thoảng có những cái chương trình khuyến mại super sale. Đấy, tặng một laser này. Con bơm này cũng tặng một laser. Đấy, các bác quan sát kỹ nhé. Hai con bơm này đều được tặng quà các bác nhé. Tặng theo một cái phần quà cực kỳ là hấp dẫn luôn. Mẫu bơm các bác nào mà thích con bơm nào thì alo đến hai đầu số của số về đặt hàng. Ví dụ các bác thích con bơm Dragon phiên bản rồng giá 1.3 triệu thì các bác gọi đến hai đầu số này, các bác bảo em ơi bán cho anh một con bơm giá 1.3 triệu phiên bản rồng, tặng cho anh một con laser đầu đạn. Đấy, vì bên em nắm lúc cũng có nhiều chương trình khuyến mại tặng quà thì các bác thích tặng quà gì, các bác xem ở video nào các bác thích tặng quà gì thì các bác phải bảo em nhé, vì các bác không bảo thì em không biết các bác muốn tặng quà gì. Đấy, nắm lúc nhân viên đóng hàng đi chả biết các bác muốn tặng cái gì mà để gửi đi cho các bác cả. Đấy thì gửi đi thì các bác không có quà thì các bác lại kêu đấy, vì các bác phải bảo là tặng anh cái laser đấy. Con bơm thứ hai này là bơm VIP hiệu sư tử giá 1.200.000 cũng tặng một cái laser. Con bơm thứ ba đồng hồ to lọc ẩm to hiệu FB quân báo, con này thì giảm giá sâu quá không tặng cái gì nữa các bạn đấy. Con này thì bảo hành 6 tháng, hai con này bảo hành cho anh em 1 năm cho đến 12 tháng tùy điều kiện nào đến trước các bác nhé. Đấy, hai con bơm bơm VIP hiệu sư tử và bơm Dragon phiên bản rồng này bảo hành cho em 12 tháng cho đến 1 năm các bác nhé. Đấy, nỗi đâu đổi đấy cho anh em, ok chưa? Thời gian bảo hành 1 đổi 1. Thì em lên một cái video giới thiệu chi tiết cho các bác về ba cái mẫu bơm và cập nhật giá để ở thời điểm hiện tại để các bác có thể giao lưu đấy. Còn đây là cái giá là em đang niêm yết nhé. Còn ví dụ một thời gian nữa các bác xem được thì nó cũng có thể là lên xuống tùy theo từng thời điểm. Nếu mà sau nó em nhập xuống thì em lại bán xuống, mà nhập lên thì lại bán lên các bác. Đấy, giá thời điểm hiện tại đang là như vậy. Con này 1.3 triệu, Dragon phiên bản rồng. Con VIP này là 1.2 triệu nhé. Con bơm FB con báo đồng hồ to nó ẩm to là 730 ship đấy. Các bác xem video, các bác thích con bơm nào, các bác bồ kết cái mẫu nào thì alo thì hai đầu số này cho em nhé. Đấy, các bác liên hệ qua Zalo số điện thoại dưới, số điện thoại Zalo ở trên thì bị tạch rồi các bác. Nhưng một cái video rất chi là ngắn thôi, em giới thiệu qua cho các bác về ba cái mẫu bơm đến đây nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, ấm no hạnh phúc. Xin chào các bác.